Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, đây là bản tin thời sự của chúng tôi. Theo tin mới nhất, tình hình ở khu vực Biển Đông đang có thêm các diễn biến mới, báo hiệu một năm đầy căng thẳng. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn trên Biển Đông. Nhóm tàu chiến tham gia cuộc tập trận bao gồm một tàu khu trục Thai-052D, một khinh hạm Thai-054A, một tàu đổ bộ trực thăng Thai-071 và một tàu hậu cần Thai-903. Có thể tạm xác định, các tàu này tới từ hạm đội Nam Hải, đóng tại căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam hoặc Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Tây. Đáng chú ý, khoa mục chính của cuộc tập trận đó là ứng phó kịch bản bị tấn công liên hoàn bằng tên lửa và từ vùng biển xa bờ. Ở đây, anh em lưu ý cho một chút, nói Biển Đông không có nghĩa là trong vùng biển chủ quyền của ta đâu nhé. Biển Đông rất rộng lớn và chúng ta chỉ có phần của mình theo đúng luật pháp quốc tế, bao gồm vùng nội thủy, lãnh hải 12 hải lý, vùng tiếp giáp lãnh hải với bề rộng 12 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở và cuối cùng là thềm lục địa. Tuy chưa rõ tọa độ tàu Trung Quốc tập trận, dù vậy, chúng tôi dự đoán là ít có khả năng họ đi vào vùng biển chủ quyền của ta. Hành động đó chẳng khác nào họ tự đào mồ chôn mình và tự nhận là chủ mưu quân sự hóa Biển Đông. Thay vào đó, muốn quấy một ai đó, họ chỉ đưa các tàu hải cảnh và tàu khảo sát mang danh nghĩa là cơ quan dân sự và dụ bên kia đem tàu chiến ra, rồi đóng vai bên ưu thế để kéo tàu chiến vào, thế là xong. Trở lại với thông tin về cuộc tập trận của Trung Quốc tại Biển Đông. Thực ra, việc họ tiến hành tập trận thường là hoạt động thường niên và không có gì đặc biệt. Và càng không đặc biệt nếu như tàu Trung Quốc tiến xuống Biển Đông tập trận sau khi hai tàu sân bay Mỹ vừa rời khỏi Biển Đông. Như chúng tôi đã nói vài lần, cứ mỗi lần tàu Mỹ tới Biển Đông thực hiện các hoạt động tuần tra hàng hải thường xuyên mang danh nghĩa thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, thì ngay sau khi rút đi, tàu Trung Quốc lập tức tiến xuống tập trận hoặc quậy một trận tưng bừng. Có thể dùng một câu để ví cho trường hợp này, đó là người tung kẻ hứng. Ông Mỹ vào thì Trung Quốc ra, đến khi Mỹ ra thì Trung Quốc lại vào, chỉ khổ mấy ông nước nhỏ. Tuy nhiên, lần này có một điểm khác biệt, ít nhất là có một tàu Mỹ vẫn đang hiện diện ở Biển Đông. Theo Tổ chức Sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông, có trụ sở tại Bắc Kinh, ngày 26 tháng 2, tàu do thám Impeccable của Hải quân Mỹ đang có các hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, tổ chức này cũng tuyên bố, ngày 27 tháng 2, một máy bay trinh sát RC-135U đã bay qua khu vực phía nam đảo Đài Loan. Hiện, Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về các thông tin này. Dù vậy, điều này cho thấy một thực tế, cục diện Biển Đông đang thay đổi rất nhanh, từ người tung kẻ hứng sang những trận đấu tay đôi, ăn miếng trả miếng. Phải thừa nhận một điều rằng, thế và lực của Trung Quốc đang ngày càng mạnh. Họ ngày càng thể hiện sự hung hăng, đe dọa sử dụng cơ bắp một cách không giấu giếm. Với Trung Quốc, tham vọng của giới cầm quyền Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở những hòn đảo trên Biển Đông, mà thứ họ muốn là vươn ra biển lớn, trở thành một hải quân nước xanh thực thụ với khả năng hiện diện ở bất cứ vùng biển nào trên thế giới bằng nòng cốt là các cụm tác chiến tàu sân bay. Thực tế, sau một thời gian dài xây dựng lực lượng, Trung Quốc đã sở hữu lực lượng hải quân mạnh nhất châu lục, đứng top 5 thế giới, và Biển Đông giờ đây đã quá nhỏ bé với năng lực của họ. Mỹ cùng những nước đồng minh như Nhật, Pháp, Úc, Anh đã nhiều lần cử tàu chiến đến Biển Đông để tạo áp lực kiềm chế Trung Quốc, nhưng giờ đây có vẻ như chiêu bài này đang mất đi sự hiệu quả của nó. Còn chiêu bài tự do hàng hải của Mỹ cũng đang ngày một phản tác dụng. Không những thế, việc này đang là một cái cớ để cho Trung Quốc quân sự hóa các tranh chấp ở Biển Đông. Bởi lẽ, quần đảo Trường Sa hiện nay giống như một cái hòn đá cản đường khiến Trung Quốc chưa thể thẳng đường ra biển lớn. Do đó, hơn bao giờ hết, các bên liên quan tới tranh chấp ở Trường Sa đang tìm mọi cách để kiềm chế, không cho Trung Quốc lợi dụng sơ hở, tiến hành can thiệp quân sự, từ đó dẫn tới những hậu quả tồi tệ. Mà trong đó, Việt Nam nổi lên như một ngọn cờ đầu, không quá mạnh miệng, nhưng hành động thì ra trò nếu so với các nước khác ở khu vực. Đôi khi người ta hay bảo, Việt Nam suốt ngày chỉ quan ngại mà không có biện pháp gì. Nhưng hỡi ôi, không có biện pháp gì mà sao Việt Nam vẫn giữ vững chủ quyền ở Trường Sa, với 21 điểm đảo, 33 điểm đóng quân. Nếu ai chú ý một chút, thì các điểm đảo của Việt Nam mấy năm gần đây bỗng dưng được mở rộng hơn, chắc là thay đổi khí hậu nên nước biển rút bớt, các đảo chìm đang biến thành đảo nổi nhỏ thì thành đảo nổi to. Tôi ví von như vậy, các bạn tự hiểu ta đã làm như thế nào. Thực ra, cách ta làm cũng như cách Trung Quốc làm, nhưng ta ít tiền, thiếu công nghệ hiện đại, nên quy mô của ta nhỏ hơn, nhưng vừa đủ với ta. Trong khi nhìn sang Philippines, họ mạnh miệng lắm, điều tàu chiến ra, nhưng rốt cuộc họ đã để mất bãi cạn Scarborough một cách tức tưởi vào năm 2012. Đành rằng, sau đó họ đã khởi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, và họ giành chiến thắng, được không ít người ca ngợi. Nhưng rốt cuộc, tới giờ họ có đòi được gì không? Xin thưa là không. Với thế và lực mạnh hơn nhiều, Trung Quốc đã đơn phương bác bỏ các phán quyết của tòa, gây sức ép về kinh tế, khiến Manila sau một thời gian đã phải xuống thang. Các quốc gia Đông Nam Á như Malaysia,
Indonesia đều không có sự chuẩn bị lực lượng tuần duyên tốt, dẫn tới việc phải đem tàu chiến ra đối đầu với hải cảnh Trung Quốc, và cái kết là bị vu cho việc quân sự hóa Biển Đông, từ thế yếu trở thành kẻ có tội, sập bẫy dễ dàng. Việt Nam ta nói ít nhưng làm nhiều, tôi phải khẳng định rõ ràng là như vậy. Cứ cho là ngoài mặt, ta nói nhẹ nhàng, nhưng trong bụng, ta đẩy mạnh các lực lượng chấp pháp trên biển, đối phó với Trung Quốc. Không cần phải nói lớn làm gì, làm thế nào để giữ vững chủ quyền của ta là tốt rồi. Còn tại sao về mặt ngoại giao, chúng ta chỉ nói quan ngại? Nhân đây, tôi cũng giải thích một cách ngắn gọn. Việc quan ngại thông qua ngoại giao là một biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay. Thông qua tiếng nói của Bộ Ngoại giao, thể hiện quan điểm nhất quán của nhà nước Việt Nam, vừa khẳng định chủ quyền để cộng đồng quốc tế biết, vừa cho thấy Việt Nam không làm ngơ khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và Việt Nam đang hành xử một cách chuẩn mực, hợp pháp, tuân thủ luật pháp quốc tế. Nói ví von như thế này, nếu trong một lớp học, bạn Việt bị bạn Trung bắt nạt, do quá bực tức mà Việt đấm thẳng vào mặt Trung, hai bên đánh nhau, đập bàn đập ghế, làm hỗn loạn lớp học, thì khi sự việc đến tai ban giám hiệu, dù Trung là thằng bắt nạt trước, dù Việt là nạn nhân, nhưng cả hai cùng đều sẽ bị kỷ luật vì đã không giải quyết thông qua nhà trường mà tự giải quyết bằng vũ lực, gây mất trật tự. Như vậy, kể cả khi lý lẽ thuộc về Việt Nam, nhưng những người đứng đầu không chọn cách giải quyết phù hợp thì cũng sẽ bị chỉ trích nếu để xảy ra những hậu quả xấu. Tôi lại tản mạn hơi xa xôi một chút, nhưng tôi nghĩ cần phải giải thích cho các bạn rõ, điều này không phải ai cũng biết. Cơ bản, với hàng loạt sự kiện nóng ngay những ngày đầu năm mới, bao gồm việc điều tàu hải cảnh quấy rối giàn khoan của Việt Nam, xây dựng các căn cứ quân sự cách biên giới Việt Nam 20-70 km và tiến hành tập trận quy mô lớn ở Biển Đông, rõ ràng đây là những động thái tiềm ẩn nhiều nguy hiểm từ Trung Quốc. Tần suất các hoạt động gây căng thẳng đang bị đẩy lên một cách thái quá, đáng lo ngại. Cùng với đó, mật độ hiện diện của các bên đang ngày một dày hơn, gây đe dọa nghiêm trọng đến tình hình kinh tế trên biển cũng như sự ổn định của tình hình khu vực. Phải nói thật là hai ông lớn chọi nhau, rõ ràng những người ở giữa lại là bên phải chịu thiệt. Chẳng thế mà, ngày 25 tháng 2, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chiến hạm Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam mong muốn các nước tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông. Tóm lại, quan điểm của Việt Nam là mong sự ổn định trên Biển Đông. Ổn định thì mới phát triển được kinh tế, chỉ đơn giản thế thôi. Các ông lớn chọi nhau, nhưng là vì lợi ích của các ông, chứ chắc gì đã vì lợi ích của chung. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình Biển Đông trong thời gian tới. Hãy đăng ký, like, comment và nhấn chuông để cập nhật tin tức mới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn các bạn.